Bạn sẽ xem một phần nào khnề bạn lấy nhom miền chùm bụi nằng lan mùi tì đấy lan đấy nhom mà toàn bàn tập tài như thế bạn phụ nhom màu đấy màu đồng bảy sạ là bươn nói bằng phần nào khnề mờ xong bị chia lan đấy mình men chỉ lan cái lệch như thế thay chỉ lan ta ta dùng lan dùng thầm đá thế ta nhập là bươn bánh cư luôn dùng lan thầm đá dùng chung ái bạn cứ là bươn bánh cư hồ đo cũng phải là lâu mai thầm màu màu bạn mình đi thả là bươn bánh đo cũng phải rồi bạn chân cư khu khăn mình thế thì mẹ bà lan với đi thì bọn cô này trong bán ở chợ tôm mà bán á thay lại bánh cư thu thay lại thì bọn cô này xin nhập lan mới đi nè này ta pe khác có miên pe khác có tất là lợi dương ở chợ đam sạp về bắt to thì tới tầm bây giờ là bươn bị lãng á cái này dương sạp chẳng tới là bươn bị lãng đó tầm pa rồi chiên rồi bà này hơi nát tầm pa rồi đập tràm bà này chương trình sắp tham thì tới chẳng ngờ vì tôi và nhóm đi chuyện miền này thì thế miền tập phần này ấy hay xem nhà bóng phố ốn bà chọn nhóm phơ vì tôi ấy ai comment bạn mà này.